Thu Thủy và Diệp Phương có thể giới thiệu một chút là hiện nay tại Neokid là mình đang giảng dạy những bộ môn nào được không ạ? Em đang dạy môn piano, organ. Còn Thủy? Dạ em hiện tại đang dạy môn piano và thanh nhạc tại Neokid ạ. Cho Lan hỏi một chút là khi mà mình phải biết chuyên môn cho nhiều bộ môn âm nhạc như vậy á, thì sẽ hỗ trợ như thế nào cho việc mình giảng dạy cho các em cũng như là giúp các em phát triển những cái tiềm năng của mình? Dạ thưa chị là học âm nhạc thì không chỉ là học đàn không hoặc là học hát không, cho nên là việc giáo viên biết nhiều bộ môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp các em có thể phát triển toàn diện các mặt của âm nhạc. Và ngay sau đây thì hai cô giáo xinh đẹp của chúng ta sẽ thể hiện một nhạc phẩm mang tên La Pastorella del Abi qua phần đệm piano của thầy Minh Tiến. Xin tất cả chúng ta cùng cho hai cô giáo của chúng ta một tràng pháo tay ạ.